Xin chào các bạn, và cái video hôm nay là mình sẽ review cái quần tập thể dục mà mình mới đặt ở trên mạng về ha. Thì đây là người ta, cái gói đồ của người ta mới giao qua đường bưu điện cho mình ha. Thì cái này đó là người ta sẽ ship code, tức là khi mà mình lấy hàng thì mình mới thanh toán tiền ha. Thì trong đây nó có hai cái quần, thì bây giờ mình sẽ mở ra các bạn cùng xem nha. Đây là cái đồ là mình vẫn chưa tháo nha các bạn. Thì mình sẽ đọc cái thông tin là: vui lòng quay video quá trình bốc hàng để xử lý đổi trả. Rất là chuyên nghiệp ha. Thì cái này là mình thấy ở trên cái trang Facebook á, thì mình mới đặt ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cùng tháo cho các bạn cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nè. Đó, quay kỹ vô. Thì cái này á là mình đây các bạn, hai cái quần đó. Rồi ok, xong rồi nha. Rồi để xuống đây. Rồi đây các bạn, đúng cái nào mà mình đã đặt rồi ha. Đây đúng loại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở trước cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên nha các bạn. Đây cái quần này tập thể dục, mà hình như cái này là có ba màu á, ba màu: màu đen, màu rêu, với lại là màu màu xanh xanh dương á, xanh mà nó hơi tối tối xám xám á ha. Thì bây giờ mình đặt cái màu xanh rêu đó. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn, chiếc vải nhìn rất là đẹp luôn á nè. Đây cái này là cái quần tập thể dục mà lưng cao nha các bạn, lưng cao. Thì đây giờ mình sẽ xem coi nó có bị lỗi chỗ nào hay không ha. Thì nhìn rất là đẹp các bạn, chiếc vải rất là dày. Đây chiếc vải rất là dày, các bạn có thể thấy không. Thì cái lưng á thì người ta sẽ may chồng, ý là người ta sẽ gấp lại, người ta may hai lớp thì nó sẽ dày ha. Đó, nó sẽ dày. Ok các bạn. Rồi rất là dày. Rồi cái nào lần trước, cái nào sau lưng đây ta. Như cái này sau lưng nè, sau lưng thì nó sẽ có cái vùng này nè các bạn, có cái này nè, nè có cái này để nó bo, nó ôm, nó nâng cái mông của mình lên đó các bạn. Đó, nó nâng cái mông lên á, thì nó ôm cái mông vô á, nó rất là ok. Thì ngay chỗ này mình thấy nó có bị nè, nó có bị xước một miếng nè, đó, đó ha. Cái này là mình chưa mặc vô nha. Thì ok, xem ở bên trong coi. Made in China ha, made in China nè, đó. Rồi ok. Thì mình có hỏi cái bên chỗ bán hàng á, thì cái vải này nó có bị ra màu hay không, thì người ta nói là giặt chung với những cái đồ khác bình thường thì nó sẽ không có ra màu hết các bạn. Thì giờ mình cứ lấy trước rồi mình mặc, rồi mình yêu mình giặt, rồi mình sẽ xem như thế nào ha, coi nó có ra màu không nha. Thì nói chung cái chỗ này á, thì mình lúc trước mình có đặt một cái quần, nhưng mà vải nó hơi dày á, mặc rất là mệt ha. Với lại cái này, hai cái này mình lấy size M, nhưng mà cái quần trước mình nghĩ là chắc người ta lấy cho mình cái size S hay sao, size X á, size là nhỏ nhất á, thì có lẽ là chắc vậy, cho nên mặc nó ôm vô rất là khó chịu. Rồi ok, còn cái quần thứ hai đấy các bạn, cái quần thứ hai mình mới mở ra nè. Nó cái quần hồi nãy không có tem ha, cái quần này có tem. Rồi cái này thì cái vải nó tương đối là nhẹ hơn một xíu các bạn, cái vải tương đối nhẹ hơn chút ha. Đó, nhẹ hơn. Thì nói chung nó thiệt ra thì là mình thích những cái quần mà vải nó nhẹ, khi mà mình mặc á nó không bị bó vô cái người á. Thì mình mặc khi mà mình tập thể dục á, khi mình co chân, mình cúi lưng hay là kia, nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác dễ chịu hơn
đối với những cái quần mà nó bó sát vô cái người ha, với lại nó dày thì mặc rất là mệt ha. Đây thì cái form này mình nhìn rất là đẹp các bạn, cái kiểu rất là đơn giản thôi. Y là cái vải này, cái loại vải này thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là giãn, rất là thoải mái. Đây các bạn có thấy được cái vải không đó, cái vải rất là đẹp ha. Thì nó cái này cũng là lưng cao luôn các bạn. Đây, đây là cái logo của cái công ty hay là cái hàng gì đó thì mình dùng rồi đó. Cái quần rất là đẹp các bạn. Đây cái quần ở dưới này không ai rất là đẹp nè. Rồi ở dưới cái đáy thì người ta sẽ may một cái miếng vải để mà y như là mình tập thể dục mình dang chân hay này kia nó không có bị tẹt á, không có bị tét ra, nó giống như cái quần mà mình mặc y như giống quần tây bình thường ha. Cho nên là người ta sẽ may ở dưới cái đáy nó khác xíu ha. Đó rất là đẹp các bạn. Mình thấy cái này mình rất là ưng ha. Đó rất là ưng. Thì cái này hình như là cũng có 3-4 màu gì đó, nhưng mà mình thấy cái màu này nó lên cái form á, lên cái form nhìn rất là đẹp. Thì với lại nhìn nó dễ phối đồ á, thì cho nên là vì vậy mà mình sẽ đặt cái màu này nó. Rất là đẹp ha các bạn. Rồi, nghĩ là cái video sau mình sẽ mặc lên để cho các bạn xem ha. Rồi, ok và tạm biệt các bạn nha.